Đây hôm nay mình lại xúc cái đất bã ở trong Amakao đi Bắc Ninh đây các bạn, cùng dàn xe cha cô khủng này. Amakao Đông Anh Hà Nội các bạn. Hello các bạn đã trở lại với kênh Quang Tài Xế của mình nha. Hôm nay mình lại xúc bã từ ở Amakao Đông Anh Hà Nội đi Bắc Ninh các bạn ạ, cùng dàn xe bốn chân khủng để các bạn theo dõi cái hành trình của mình nha. Đấy, con này nó ra rồi đấy các bạn. Đẩy nó ra rồi này. Bây giờ là đến lượt mình. Đấy. Xe quá đẹp. Xe quá đẹp. Đây bắt đầu mình xúc hàng rồi đấy các bạn ạ. Đây. Bắt đầu xúc hàng đấy. Giờ máy xúc ra xúc đây các bạn. Trong này thì khá nhiều xe bê tông. Ngoài kia còn hai con đấy các bạn. Đây một con này. Đây các bạn. Đây con này 19C20648 này. Với cả một con đầu đỏ đây các bạn. Đây đầu đỏ đây. Nó núp ở trong này đây. Nó núp ở trong đấy. Rồi, xe lùi này. Đấy, tí nữa thì chạm. Để nó lùi ra để nó vào lấy hàng này các bạn. Đấy, bắt đầu mình lấy hàng xong mình đi các bạn ạ. Đấy, đường này nó sóc cũng không đi được nhanh đâu. Lầy lội. Trong này toàn cống này. Toàn cống to này. Khi mình lấy hàng xong thì mình sẽ ra cổng bảo vệ này. Mình sẽ lấy phiếu ở cổng bảo vệ này. Phiếu xuất hàng đấy. Mình ký vào đấy. Lấy phiếu đi giao hàng. Phiếu này mình mang về nộp công ty nhé. Xong xuống dưới đầu đổ kia thì nó lại chấm ở dưới đấy, nó lại ghi phiếu ở dưới đấy, lại lấy phiếu ở dưới đầu đổ dưới kia. Một chuyến hàng mà ăn hai cửa đấy, công ty thu tiền hai cửa. Cửa xuất đi và cửa đổ. Đây. Đây mình đi chậm chậm lại cho nó chụp ảnh. Cho thủ kho nó chụp ảnh xong là mình sẽ vào mình lấy phiếu. Bắt đầu đi giao hàng đi các bạn ơi. Đó. Khi mà lấy xong hàng là đi thôi, let's go. Từ đây xuống dưới kia chắc phải 25 cây các bạn ạ. 25 km. Đấy, cứ này đi thôi. Bây giờ qua 8 giờ 30 rồi là đi được đường huyện rồi. Không phải đi đường vòng, nó đi đường vòng thì hơi xa. Giờ mình gần tới ngã tư Đông Anh rồi các bạn ạ. Đông Anh Hà Nội. Đây là trục đường này kết nối ra bên đường 3, quốc lộ 3.
taxi bác ấy lại quay đầu ở chỗ này. Bây giờ ra đường khiếp thật các bạn ạ. Cứ vài mét lại có một con biển vàng. Trước kia toàn biển trắng với nhau, không biết trừ khi mà dán được cái chữ hợp đồng lên xe thì còn biết được là xe nào hợp đồng nào không. Bây giờ cứ biển vàng là kinh doanh rồi. Nhà nhà mua xe, người người mua xe. Trước kia nó ít xe thì cứ một ông chạy về xong là lại bảo ôi ngày tôi kiếm được 1 triệu, 2 triệu trừ chi phí thì kiếm được 1,5 triệu. Ngon rồi, ngon lắm, thơm lắm. Nhưng thực tế ra đấy đua nhau mua đấy, cứ một ông này truyền tay ông kia là cứ một ông được 1 triệu xong hoặc 1,5 triệu về đồn thổi lên là 3-4 ông nghe được là ừ thì mua con xe cố gắng vài năm trả góp. Vài năm trả góp là xong. Về bắt đầu là có lãi đâu. Toàn bỏ tiền túi ra. Ngân hàng thì càng ngày càng đẻ. Đây mình tới công an rồi. Thì mình sẽ nhắc tới cái vấn đề này, mình sẽ làm riêng một cái vấn đề này ở video sau các bạn ạ. Mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu. Tốt nhất là đi đánh thuê thôi. Giờ ông cứ bảo là như vậy thì không có tính phấn đấu, không có cái chi hướng phấn đấu. Nhưng thực ra thì bây giờ phấn đấu ai chẳng muốn phấn đấu. Nhưng mà bây giờ nó đông xe quá, nó nhiều xe quá. Một miếng mồi, một miếng thịt thì mấy chục ông tranh nhau. Nghe đàm nó báo về là đấy chỗ, giả dụ như chỗ bao nhiêu đấy, chỗ số bao nhiêu đấy, là số nhà bao nhiêu đấy, là có người đi đấy, bắt đầu là 2-3 ông là nghe được cái thông tin đấy, bắt đầu là lại phi xe tới thì cái ông ở gần hơn ông cái đoán rồi. Thế lại quay về cho được thế nào. Đây bắt đầu mình vào tới đồng huyện của huyện Đông Anh các bạn. Huyện Đông Anh. Đây sau một hồi đi thì mình đã tới chỗ đổ hàng rồi các bạn ạ. Đây mình đang đổ ben đây các bạn. Đang đổ ben. Bãi này rộng thênh thang. Mình bám sát phía sau, mình bám sát cái mép một tí thôi, không dám bám ra nhiều. Bám ra nhiều là nó tụt xuống thì thôi rồi. Đấy. Máy móc thiết bị đầy đây các bạn. Đây đổ đầy đây các bạn. Đấy. Hàng nó tuôn xuống đấy.
Các bạn nhìn thấy cái đoạn đường kia nó lầy không? Đây này, nó lầy không? Quá là lầy lội. Đến cái xe của mình đây, nó rất là dở hơi ăn cắm lợn nhá. Cứ đổ ben xong rồi lại phải xuống để lấy cái que này các bạn. Đây cái que này, lấy cái que này đấy, các bạn xin nhìn nhá. Nó dính đầy ở đuôi này. Lấy cái que chọc 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 này. Đấy. Cát đá thì lại cát đá thì lại trôi luôn. Nhưng mà cái này là nó cứ dính dính như này các bạn. Không chọc nó là nó là không đóng được cái bẩn này. Đấy. Thằng nào nó nghĩ cho cái xe này đúng là quá là dở hơi. Dở hơi ăn cắm lợn thật. Này. Phải chọc kìa. Trời nắng cũng phải chọc, mưa cũng phải chọc. Rất là bực mình. Đấy các bạn. Đấy, chọc xong rồi các bạn. Đây. Rất là dở hơi. Nắng quá, khá là nắng. Nó dính vào đấy, vỗ thủng nó cũng không xuống. Vỗ kiểu gì nó cũng không xuống. Nó càng dính thêm vào ấy. Cái bẩn nó càng chẹt vào, nó càng dính thêm vào. Giờ là xuống ben nó đi ra ngoài đấy các bạn. Nóng quá. Sọc nó trong bãi xong lắm các bạn. Đây các bạn xem đầy lội chưa này. Hôm nay nắng lên nó còn khô ráo được tí đấy. Qua nó mưa thì thôi rồi, nhìn như cháo. May là dưới cái nền nó cứng. Không có là lấy ngay bãi săn lấp khoai lắm. Bãi này còn đỡ nhất cái bãi đổ cát đấy, đổ cát xong trần không kỹ, lu xe lu nó trần không kỹ ngay là dính luôn. Xe mình là đi săn lấp thì không ăn thua, không bằng hổ vồ. Xong mình sẽ vào đây lấy phiếu. Vào lấy phiếu các bạn ạ. Đây thì hôm nay mình quay cái hành trình của mình đi từ Amakao Đông Anh Hà Nội đi đổ hàng lên Bắc Ninh cho các bạn xem, cùng dàn xe Jaco nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc. Đấy. Dàn xe khá là VIP. Thì hôm nay mình xin kết thúc video tại đây thôi. Các bạn xem video của mình thì các bạn cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.